Thưa quý vị, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu, tức C03 Bộ Công an, vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, gọi tắt là SCB, và các đơn vị tổ chức có liên quan. Trong vụ án, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị đề nghị truy tố tội tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và đưa hối lộ với cáo buộc tham ô hơn 304.000 tỷ đồng của SCB, lập khống các hồ sơ rút tiền của ngân hàng ra chi tiêu gây thiệt hại 498.000 tỷ đồng. Nữ doanh nhân này còn hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ cho một cục trưởng của ngân hàng nhà nước để được bao che vi phạm. Đáng chú ý là theo kết luận điều tra, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo chồng là ông Chu Lập Cơ ký các thủ tục bảo lãnh khoản vay gây thiệt hại 39.217 tỷ đồng của ngân hàng SCB. Chồng của bà Trương Mỹ Lan là ông Chu Nap Kieric, tên khác là Chu Lập Cơ, quốc tịch Hồng Kông, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư Times Square, bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Ông Chu Lập Cơ, 67 tuổi, quê gốc ở Quảng Đông, Trung Quốc, thường trú tại Hồng Kông và được chính quyền đặc khu cấp hộ chiếu. Vì này được cho là tỷ phú, sở hữu nhiều bất động sản từ Việt Nam đến Hồng Kông. Theo kết luận điều tra, ông Chu Lập Cơ là người sáng lập và nắm 99,26% cổ phần của công ty cổ phần Times Square Việt Nam, tên cũ là công ty cổ phần đầu tư Quảng trường Thời đại Việt Nam, cùng với vợ điều hành các hoạt động của công ty và triển khai dự án tòa nhà Times Square với chức năng là khu liên hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại và các công trình dịch vụ tại khu đất 22, 36 Nguyễn Huệ và 57, 69F Đồng Khởi tại phường Bến Nghé, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại công trình này, ông Chu Lập Cơ cho vợ và tập đoàn Vạn Thịnh Phát làm các thủ tục đầu tư, cấp phép xây dựng, huy động vốn, vay vốn của SCB để thực hiện. Từ năm 2009 đến 2012, ông Chu Lập Cơ thống nhất với bà Trương Mỹ Lan dùng tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai tại dự án để đảm bảo cho các khoản vay đứng tên cá nhân, tổ chức do bà Lan chỉ định để có tiền đầu tư và dùng cho mục đích của bà Lan. Với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square, ông Chu Lập Cơ đã ký các biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông và nghị quyết chấp thuận việc thế chấp, bảo lãnh cho các khoản vay do vợ chỉ đạo tại SCB. Năm 2017, do các khoản nợ đến hạn, ông Chu Lập Cơ tiếp tục ký biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông của công ty mình để đảm bảo đối với khoản nợ 35.541 tỷ đồng theo danh sách khách hàng khống của SCB. Làm việc với cơ quan điều tra, ông Chu Lập Cơ khai việc ký các thủ tục bảo lãnh khoản vay là làm theo chỉ đạo của vợ mà không có quan hệ với các cá nhân đứng tên vay vốn. Ông Chu Lập Cơ nhận thức việc ký các biên bản, nghị quyết của công ty cổ phần đầu tư Times Square là thủ tục bắt buộc, phải ký mới đủ điều kiện pháp lý để vay vốn tại SCB và dự án tòa nhà Times Square cũng được hình thành từ nguồn vốn vay của SCB. Các khoản tiền trả nợ cũng lấy của nhà băng này. Trong vụ án, C03 cáo buộc bà Trương Mỹ Lan đã biến SCB thành công cụ tài chính cho hệ sinh thái của mình. Toàn bộ hoạt động của nhà băng này bị bà Lan thao túng, lũng đoạn để huy động tiền gửi của người dân rồi cho hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát vay. Sau đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn lên đến hơn 304.000 tỷ đồng. Ngoài hành vi này, vợ chồng ông Chu Lập Cơ và bà Trương Mỹ Lan còn bị khởi tố để điều tra về tội rửa tiền, nhưng việc này được tách hồ sơ xử lý ở giai đoạn sau vụ án. Những thông tin mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên cập nhật tại thanhniên.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi.